ngày 10 tháng 1 năm 2019 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank khẳng định, năm 2018 đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Vietinbank. Với những thành tích, nỗ lực vượt bậc, Vietinbank đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Tiếp đó, ông Trần Minh Bình, Tổng Giám đốc Vietinbank đã có bài phát biểu tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 của Vietinbank. Theo đó, trong năm 2018, Vietinbank luôn chủ động và đi đầu thực hiện có kết quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng. Tổng giá trị gia tăng toàn hệ thống tạo ra năm 2018 đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với thực hiện năm 2017. Tổng tài sản có đạt tăng trưởng bình quân tăng 6,3% so với năm 2017, tạo cơ sở để Vietinbank thực hiện khẩn trương các yêu cầu đặt ra tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietinbank giai đoạn từ nay đến năm 2020. Vietinbank cũng đã nỗ lực thực hiện toàn diện các biện pháp để tăng trưởng tín dụng, để bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn thiết yếu của doanh nghiệp và người dân. Năm 2018, Vietinbank đã phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2, tái cấu trúc vốn tự có cấp 1 và cấp 2, cơ cấu lại danh mục tài sản có rủi ro theo hướng tích cực. Cũng trong năm qua, Vietinbank đã kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu nhân sự cấp cao và thành lập khối tài chính, khối pháp chế và tuân thủ, kiện toàn mô hình khối kinh doanh, vốn và thị trường, khối quản lý rủi ro, khối nhân sự. Đồng thời, ngân hàng cũng chủ động phòng ngừa và kiểm soát rủi ro bằng các giải pháp công nghệ hiện đại, đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thông tin, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong hệ thống. Bên cạnh đó, Vietinbank cũng chú trọng hiện đại hóa công nghệ, đẩy mạnh hợp tác với các công ty fintech để phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại tiện ích. Mặt khác, Vietinbank tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói giảm nghèo, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng nhiều chương trình thiết thực. Ghi nhận và biểu dương những kết quả Vietinbank đạt được trong năm qua, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho rằng, Vietinbank đã và đang là tổ chức tín dụng chủ lực để truyền tải chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến thị trường và là ngân hàng tiên phong trong việc xử lý hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém. Phó Thống đốc cũng mong muốn thời gian tới Vietinbank tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, gương mẫu của một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của ngành. Lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc, đại diện cho Vietinbank, ông Lê Đức Thọ cho biết, trong năm 2019, Vietinbank sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, tập trung tăng trưởng hiệu quả, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân của Vietinbank đã được nhận khen thưởng cấp nhà nước như Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.